Chào bạn, sau tiếng vang do sự kiện Arab của Upstart mang lại, cộng đồng Sun Air Yarito đã bắt đầu xôn xao đi tìm kiếm các kèo tiềm năng với hy vọng xu hướng tặng thưởng sẽ tiếp tục duy trì, thậm chí có thể kéo thị trường uptrend trở lại. Các dự án tiềm năng nhất lúc này, ngoài hệ sinh thái Upstart ra, các hệ Layer 2 trên Ethereum, chúng tôi đang muốn nói đến Arbitrum, Optimistic và zkSync. Trong số đó, dự án zkSync trong thời gian vừa qua đã có những bước tiến ấn tượng, đặc biệt là trong tháng 11 sắp tới. Dự án cũng thông báo sẽ tung tokenomics của mình ra cộng đồng. Ngay lập tức, tin tức này đã giành được sự chú ý của cộng đồng crypto để kịp thời chia sẻ đến bạn những tiềm năng của zkSync cũng như cơ hội nhận được Arbitrum từ dự án này. Hôm nay, CryptoLitVN sẽ cùng bạn tìm hiểu những thông tin về nền tảng zkSync trong video ngay sau đây. Tổng quan về zkSync, chắc hẳn chúng ta đã từng nghe về Ethereum. Đây là một nền tảng blockchain layer 1. Ngay từ ban đầu được thiết kế, Ethereum chạy theo thuật toán Proof of Work, sử dụng hệ thống máy tính tốn rất nhiều năng lượng để vận hành. Hệ thống node trải đều trên toàn thế giới dẫn đến mỗi giao dịch mất nhiều thời gian và chi phí giao dịch cũng cao hơn các mạng Proof of Stake khác rất nhiều. Trước thời điểm Demos diễn ra, có nhiều dự án đã dựa vào Ethereum để phát triển ra một nền tảng hoạt động tối ưu hơn, phí giao dịch rẻ hơn, ứng dụng công nghệ có sẵn của Ethereum. Các dự án Layer 2 bắt đầu ra đời từ đó và zkSync là một điển hình. zkSync là một giải pháp mở rộng quy mô và quyền riêng tư trên Ethereum. Chức năng chính của dự án là nhận và gửi ETH, các token ERC20 trong mạng Ethereum với chi phí gas thấp, khả năng mở rộng xử lý giao dịch nhanh cũng như hỗ trợ các NFT trên Layer 2. Hiện nay, zkSync đã tung ra version 2. Đây là bản có khả năng giao tiếp với các hợp đồng thông minh nhằm duy trì khả năng tương thích và tổng hợp với máy ảo EVM của Ethereum. Trong đợt testnet đã có hơn 150 dự án triển khai trên Layer 2. Các nền tảng rất đa dạng như DeFi, NFT, GameFi, DAO, DEX, ví, v.v. Công bố tokenomics vào đầu tháng 11. Ông Stephen Newcomb, người đứng đầu của MasterLabs cho biết, dự án zkSync dự kiến sẽ phát hành tokenomics. Đây được xem là thông tin mà cộng đồng mong chờ nhất vào lúc này. Cũng theo dự án, zkSync dự kiến sẽ tiến vào mainnet vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Và dự án cũng tuyên bố sẽ không có airdrop cho người dùng. Tuy nhiên, việc khẳng định dự án không có airdrop rồi sau đó mở airdrop đã không còn xa lạ với cộng đồng crypto. Từ đó mà cộng đồng vẫn rất hăng hái tham gia vào testnet với hy vọng dự án sẽ quay xe vào phút cuối. Hướng dẫn tham gia để có cơ hội nhận Arbitrum trên zkSync. Để có cơ hội nhận được Arbitrum từ zkSync, chúng ta cần chuẩn bị một ít Ether để làm phí giao dịch và thao tác trên các giao thức của Layer 2. Bạn có thể mua Ether trên sàn rồi chuyển về dưới MetaMask để thao tác. Lưu ý các đường link chúng tôi sẽ để ngay bên dưới mô tả của video này để bạn tiện sử dụng. 1. Đưa Ether về Layer 2. Lượng Ether ban đầu sẽ nằm trên Layer 1 của Ethereum. Bạn cần chuyển nó về Layer 2 bằng các cầu nối như Arbitrum.finance và cầu zkSync. 2. Tham gia các sản phẩm DeFi và các sàn DEX như Quartz Ether sang USDC và ngược lại. Phần này sẽ tốn một ít phí giao dịch. 3. Tham gia vào testnet trên zkSync bằng cách truy cập vào SyncProcess, các loại coin miễn phí để testnet. Bạn sẽ có một lượng coin. Sau đó, hãy thực hiện theo các thao tác swap chuyển nhận coin. Bạn lưu ý là testnet có tính năng gì thì nên sử dụng hết các tính năng đó để gia tăng cơ hội nhận Arbitrum. 4. Min NFT trên Layer 2. Bạn có thể truy cập vào Fanata Cloud hoặc Min Square để min các NFT theo ý thích. Bạn cũng cần chuẩn bị một hình bất kỳ để tải lên và min ra NFT ngay trên các giao thức này. 5. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi donate các dự án bằng zkSync trên Gitcoin. Chỉ cần ủng hộ một dự án với một đô thôi thì cũng đã gia tăng cơ hội nhận Arbitrum. Xin lưu ý, các bước theo hướng dẫn của chúng tôi đều tốn phí giao dịch và điều này không chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được Arbitrum từ dự án. Hãy cẩn thận khi thao tác ví và tương tác với các nền tảng Web3. Để tiếp tục cập nhật các hướng dẫn tham gia vào các kèo testnet, bạn cũng có thể tham gia vào group cộng đồng Facebook của chúng tôi theo link ngay bên dưới phần mô tả của video này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề ngày hôm nay, bạn hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLitVN để liên tục cập nhật những chia sẻ tâm huyết từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.